Kênh YouTube Đồ Xưa Lại Nguyên thân ái mến chào tất cả các cô chú anh chị cùng các bạn gần xa trên mọi miền Tổ quốc nha. Xin chào anh ơi. Rồi, mến chào bà con trên mọi miền Tổ quốc đang xem kênh Đồ Xưa Lại Nguyên nha. Tiếp tục hôm nay thì em có về một số tác phẩm để giao lưu báo giá cho bà con của mình. Thì hôm nay có một số món đồ gốm Nam Bộ xưa cho bà con và lưu đồng và một số món đồ gỗ, đồ đồng và đồ phong thủy để giao lưu bà con mình trên mọi miền Tổ quốc nha. Và em cũng xin chân thành cảm ơn bà con mình ủng hộ em những clip vừa qua rất là nhiều nha. Thì đầu tiên hôm nay em xin giới thiệu cho bà con của mình, em về được một cái bộ ấm trà tức nha bà con. Hàng này là hàng Nam Bộ xưa nha, rất là đẹp luôn á bà con mình xem giùm em. Mã đầu tiên là mã số 1 nha. Đây, bộ này thì gồm có khay trà, ấm trà và ly trà nha, có cả một cái hũ mình đựng trà luôn. Hàng này nói chung là tuổi đời cũng từ 40-50 năm nha bà con. Em sưu tầm vừa được cái lô này rất là già tuổi đời á bà con mình xem giùm em. Men thì nó quả biến theo thời gian luôn nha. Rất là lớn. Đây là một cái hộp ủ chè đây. Được là người ta khảm cái tích người luôn đó nha. Gốm này là gốm Nam Bộ xưa nha bà con. Đây bà con mình xem giùm em nha. Đây, gốm Biên Hòa xưa luôn á. Rất là đẹp, hai da nha. Thằng này là hai da. Đây là một cái hộp ủ chè. Em đo hoa thiết cái hộp này nó khoảng chiều cao là nó khoảng 11 nha bà con. Đường kính mặt là 10 phân nha. Hàng lành tích liền lạc nha. Bà con mình xem giùm em. Rồi bên đây là một cái ấm trà lớn luôn nè. Ấm trà rất là lớn nè, cũng được khảm là những cái tích người này con. Những người nông dân này nha. Rất là đẹp nha bà con. Hai da luôn nha, hàng hai da nha bà con. Hàng này em bao tuổi đời chuẩn cho bà con của mình luôn nha. Là từ 40-50 năm trở lên chứ không dưới nha. Rất là đẹp. Ly thì nó gồm có 6 cái ly. Đây bà con mình xem giùm em nha. Ấm này rất là lớn nha bà con. Ấm thì chiều cao em đo nó khoảng là lên tới 13, là chiều dài ngang của nó là 20 nha. Nắp ấm thì cũng được khảm người ta khảm tích người luôn. Vẽ tích người nha, rất là tỉ mỉ, tinh vi. Ly thì có 6 cái ly. Thì mỗi cái ly em đo nó khoảng chiều cao nó lên tới khoảng là 7 phân nha. Đường kính miệng ly là khoảng 6 phân ly, rất là lớn. Đây. Bà con mình xem giùm em, rất là đẹp nha bà con. Hàng này nói chung là em sưu tầm là hàng đã xem lựa kỹ rồi, không hề bị tóc gió chỗ nào hết. Bà con mình cứ yên tâm, cũng không hề bị đứt mẻ nha, hàng là hai da luôn nha. Bà con mình xem giùm em, 6 cái ly rất là lớn. Rất là đẹp nha bà con. Đây. Và một cái khay cũng khá to nha, khay thì cũng được chạm tích người, khảm tích người luôn đây. Với cái đường kính này, khay này em đo là tới 33 phủ bì nha, chiều cao tổng là 12. Đây, nguyên một cái nắp khá là dày luôn, hai da đây nha. Rất là đẹp nha bà con, hàng làm tích nha. Hàng theo thời gian làm tích, những cái vết này nó dính keo. Khi em ship đóng hàng nó dính keo nha. Còn cái hộp bên dưới đây. Đấy, bà con mình xem rất là đẹp nha bà con. Chôn đế sâu lòng đây nha. Hai da. Đây, hàng không hề lỗi lầm chỗ nào nha bà con. Màu men quả tiếp theo thời gian rất là đẹp. Đây bà con mình xem nguyên một bộ cơm lê của nó luôn nha. Để cho nó khớp lại. Đây. 6 cái ly, một cái ấm, một cái khay và có cả luôn một cái hộp đựng chè. Bà con mình kèm theo nha. Bộ như thế này em giao lưu với bà con của mình có giá là 4.800.000 nha. 4.800.000 nha bà con. Hàng em bao ship toàn quốc cho bà con của mình và làm tích liền lạc nha. Hàng chuẩn xưa Nam Bộ nha. Rồi đến với mã tiếp theo, số 2. Số 2 thì em có về được một cặp bình gốm Biên Hòa xưa nữa nha. Cặp này nói chung là tuổi đời cũng khá già. Bà con mình xem giùm em. Rất là đẹp luôn, tích là ông thọ nha bà con. Đây, vẽ tích người. Cái màu men này nó đã theo thời gian khá lâu rồi. Đây bà con mình xem giùm em. Rất là đẹp luôn nha. Này, hàng chuẩn đồ nha bà con, an tâm ha. Hàng vẽ tay khắc nổi luôn nha. Màu quả biến theo thời gian. Chiều cao em đo là 44 nha. Đường kính miệng thế này là khoảng 18. Hoành bụng lên tới là 72. Đây bà con mình xem giùm em. Một đôi nha, này em sưu tầm được một cặp. Màu này, hàng này thì nói chung là tuổi đời khá xưa, nhưng mà hàng lành tích nha, chỉ có cái màu men nó lên da quy luôn. Đây bà con mình xem giùm em nha, theo thời gian 5 tháng nó ngã màu da quy nha. Trên là có một cái chữ phúc nha, chữ lộc đó bà con mình xem. Chôn đế đây bà con mình xem nha. Hàng này là chuẩn hàng xưa 1975 nha. Đây, bà con mình xem giùm em nha bà con. Một lò nha, 1975. Bao chuẩn hàng xưa bà con của mình nha, một cặp. Đôi này lành tích liền lạc nha, men là lên gia quy luôn nha. Bà con của mình có thể về kiểm tra hàng đúng đồ, đúng chất lượng sản phẩm y như kênh clip em nói bà con mình nhận, không đúng cũng hàng về cho em nha. Hàng bên em có sai em báo bà con mình vậy.
Cặp này em giao lưu với bà con mình có giá là 6,5 triệu nha bà con, 6,5 triệu đồng nha. Ở bên em bao ship toàn quốc cho bà con của mình luôn, bao chỉnh đồ xưa nha. Và đến với mã tiếp theo hôm nay là số 3. Đó, em có về được một bộ lư trái đào. Đó, một bộ lư trái đào nha, rất là đẹp, kỳ lân đạp trái châu, lư đồng vàng nha. Đó thì bộ lư này thì cái tuổi đời của nó khoảng mười mấy năm thôi. Đó, hàng thì có sao em sưu tầm sao thì em báo cho bà con mình đi gan như trên clip nha. Đó, rất là đẹp, hàng lành tích sạch sẽ nha bà con. Này người ta đã xài cho nên là người ta rất là kỹ. Đó, người ta trưng bày, người ta chùm lại rất là kỹ nha. Chiều cao em đo luôn cả cái đỉnh lư luôn là khoảng 45 nha. Đó, chiều ngang hai trái đào như thế này là khoảng 30. Chiều cao cái chân đèn, đó chân đèn chiều cao lên là khoảng 34. Đường kính cái mâm chân đèn là khoảng 17 nha bà con. Hàng thì bà con của mình yên tâm, không hề có xi măng hay ba giới nha. Đó, bà con mình xem rất là đẹp luôn nha, lành tích nguyên si. Đó, đây hai trái đào nữa nha. Đó, và một cặp đôi đèn đây. Đó, này về là mình xài sử dụng luôn, không cần làm gì thêm nha bà con. Đó, bà con mình xem. Đó, tuổi đời khoảng mười mấy năm thôi nha. Bộ này em giao lưu giá là 4,5 triệu. Đó, bộ này cân nặng của nó tới 5,5 kg nha bà con. Này em đã cân rồi. Đó, trên 5 kg nha. Bà con mình có thể về mình cân lại, mình kiểm tra lại nha. Và đến với mã số 4 em có một cái bộ lư nữa nha. Bộ lư này thì lư mini. Đó, lư mini hàng này cũng không phải là sâu tuổi lắm nha bà con. Hàng có sai em báo mình vậy nha. Tầm mười mười mấy năm thôi. Đó, bà con mình xem em rất là đẹp luôn nha. Đó, chiều cao tổng này thì em đo nó khoảng 29. Chiều ngang hai cái tay mây luôn là khoảng 20. Chiều cao cái chân đèn là 24 nha. Đường kính mâm chân đèn là khoảng 12 nha. Hàng thì không hề xi măng hay ba giới luôn nha. Đó, hàng sạch sẽ sáng bóng cho bà con của mình về mình xài sử dụng luôn, không cần làm gì thêm nha. Đó, bà con mình xem rất là dày và cứng. Đó, bao test bao kiểm tra. Cái bộ này giá em giao lưu với bà con của mình là 2,2 triệu. Nó nặng là 2 kg nha bà con, 2 kg nha. Đó, mình có thể ước lượng mình để những cái vị trí thích hợp nha. Và đến với mã tiếp theo là số 5. Em có về em có sưu tầm một cây dù xưa luôn. Cái này tuổi đời thì khá xưa rồi, nó không còn được làm tích nguyên dạng như hàng mới luôn đó nha. Đó, này khi mà ta sửa nhà nó sơn á, rồi người ta giao lưu người ta bán là cho em đem mua nguyên lô, sưu tầm nguyên lô nha. Đó, sơn bệnh nó dính hết cái bê ở ngoài đó, nó cũng không còn làm tích lắm nha, nhưng mà chuẩn hàng xưa, dài là khoảng 65 thôi. Đó, đây cây này thì chất liệu của nó là bằng giấy. Đó, giấy và tre, cái này người ta vẽ là tích tùng hạt nha bà con. Đó, cái này nó chuẩn vị trí gách nè. Đó, bà con mình xem nha. Cái này em sưu tầm thì nguyên lô em để giá bà con của mình về mình trưng bày thôi. Đó, nhưng mà em bao chuẩn đồ xưa nha, chuẩn đồ xưa cho bà con của mình. Cái dù này em giao lưu giá bà con mình 200.000 thôi nha, 200.000 đồng nha bà con, vẽ tích tùng hạt nha. Và mã tiếp theo này là số 6 này em có một cái cây gậy đầu gồng. Đó, chất liệu là đồng cũ nha bà con. Đó, hình đầu mình gồng nguyên thân là đồng đồng hết nha. Tổng cái chiều dài này em đo là khoảng 90. Cái hoành thân của nó là khoảng 6 khoăn thôi nha. Cái này mình dặn rời ra được nè. Còn cái này mình muốn đánh bóng sáng lên, mình đánh lên màu đồng vàng nữa thì rất là đẹp. Mình làm quà cáp mình tặng cho những ông bà cao tuổi, lớn tuổi của mình thì rất là ý nghĩa nha. Cái này em vô lưu với bà con mình giá là 800.000 nha bà con. Chất liệu là bằng đồng nha. Mã số tiếp theo này em có về được một cái viên đá phát sáng nha bà con. Mã số 7. Đó, bà con mình xem ban đêm thì tự động nó sẽ phát sáng, ban ngày nó hút thụ ánh sáng ban ngày. Về ban đêm bà con mình đem vô bóng tối nó sẽ nổi lên ánh sáng nha. Chiều cao nó em đo đế luôn là khoảng 13. Cái hoành viên đá này bự nha, là 26 luôn nha bà con, rất là nặng. Đó, ban ngày thì bà con của mình đem ra mà ánh sáng hấp thụ, ban đêm đem vô ban đêm nó sẽ sáng, tự động sáng lò lên nha. Cái này giá vô lưu là 600.000 thôi nha, 600.000 đồng. Mã tiếp theo này đó là số 8. Số 8 này em có sưu tầm về đây là một tác phẩm, đây là một cái pho tượng. Đó, pho tượng này là ông thần tiền chúc phúc nha bà con. Đặc biệt cái pho tượng này là chuẩn hàng xưa, chất liệu là gỗ chắc xưa nha. Đó, bà con mình xem giùm em. Đó, nhưng mà cái này chắc này em người ta giao lưu với em là biết gỗ chắc nhưng mà không biết chắc dây hay là chắc nghệ nha. Nhưng mà em bao chuẩn là nguyên một cái khối gỗ chắc cho bà con của mình luôn. Đó, chuẩn xưa, chạm đục bà con mình xem hoa văn nhìn rất thần thái nha. Đó, bà con mình hữu duyên. Đó, với chiều cao em đo là 39 nha. Cái hoành đế như thế này là khoảng 50. Đó, ông thần tiền nha bà con, chúc phúc nha, miệng lúc nào cũng luôn vui vẻ và tươi cười. Đó, bà con mình xem giùm em. Rất là đẹp luôn nha. Đó, hàng chuẩn xưa. Đó, pho tượng này em giao lưu với bà con của mình có giá là 2,2 triệu nha. Có bị lỗi chút lưng chút xíu thôi nha, nhưng mà mặt phía sau lưng nha bà con, vì pho tượng này khá xưa nha. Đấy, bà con mình xem giùm em, rất là đẹp nha bà con, liền nguyên khối gỗ chắc. Và đến với mã tiếp theo số 9, em có một cái khay trà gỗ gõ chạm đục tứ diện nha, 4 chân quỳ, hoa văn chi tiết luôn.
chiều dài em đo là khoảng 31, chiều ngang là 21, cao là khoảng 10 phân. Đây, gỗ gõ nguyên con nha. Đó, bà con mình xem cái này về bà con mình kết hợp với những bộ ấm trà thì rất là đẹp, tuyệt vời luôn. Đó, cái này thì em sưu tầm giá rẻ này, em để bà con mình hữu nghị nha, chỉ có 700 ngàn thôi. Đó, 700 ngàn đồng nha. Mã số 10 em có một cái chiếc đĩa chanh. Đó, tích này là phu thuê viên mãn, chất liệu gỗ gõ liền nguyên khối. Đó, đế cũng là gỗ gõ luôn, được khảm ốc màu vàng chanh rất là đẹp nha bà con. Đó, vàng chanh xanh thiên lý rất là đẹp nha. Đường kính đĩa này em đo lên tới 41 lần nha. Chiều cao đế luôn là khoảng 48, dày của đĩa khoảng 4 khoan. Đó, hàng sạch sẽ lành tích nha. Đó, ốc vàng chanh rất là đẹp luôn, nguyên con gỗ gõ. Cái này hôm nay em để giá hữu nghị bà con của mình chỉ có 2 triệu 7 thôi, 2 triệu 700 ngàn đồng nha. Đó, giá thanh lý luôn. Mã số 11, đây em có về được một cái kỷ Huế xưa. Một cái kỷ Huế này quế chắc nha bà con, được khảm 5 mặt luôn nha, tích là nho. Đó, bà con mình xem rất là đẹp nha, tích là những cái dây nho nha. Đó, khảm là bà con mình xem. Đó, khảm mịn kính luôn, bốn chân bà con mình xem nha, bốn cái chân quỳ. Đó, đúng chuẩn hàng Huế nha bà con. Đó, đặc biệt nó là nguyên con gỗ chắc nha. Đó, với chiều cao em đo nó khoảng 15, đường kính cái mặt ở trên là 20 vuông nha, còn đường kính phủ bì lớn là 23, rất là đẹp nha. Đây, đó, một cái kỷ nha. Đó, kỷ này cũng tuổi đời vài chục năm nhưng mà đặc biệt nó là gỗ chắc. Đó, cái này em giao lưu giá là 3 triệu rưỡi nha bà con, 3 triệu 500 ngàn đồng. Mã tiếp theo số 12, em có một cái chậu ngũ sắc, tức là chim đại bàng. Đó, vẽ rất là đẹp nha. Mình làm về cái chậu mình rửa, có thể rửa tay, rửa mặt, hoặc mình có thể nuôi cá, trồng sen. Đó, rất là đẹp nha. Ngũ sắc, đường kính phủ bì là khoảng 44 phủ bì, lọt lòng là 34, chiều cao của cái chậu này là 15. Đó, hàng không hề nứt mẻ tóc gió nha. Con mình xem giùm em rất là đẹp luôn, làm tích nguyên si, không hề lỗi lầm chỗ nào cho ông đáy này nha. Giá em giao lưu với bà con của mình là 2 triệu đồng thôi nha, 2 triệu bao ship toàn quốc cho bà con của mình. Đến với mã tiếp theo 13 là em có một cặp đôn dôi gốm Biên Hòa nha bà con, rất là đẹp luôn nha. Đôn dôi này thì em sưu tầm được từ ở trong nhà người ta đang sử dụng. Đó, người ta giao lưu với em đổi đồ nha. Đó, thì về em giao lưu cho bà con lại mình có nhu cầu. Đó, rất là đẹp luôn, dôi là mang yếm hoa văn. Đó, mặt đôn là 5 con dơi. Đó, rất là đẹp nha, gốm Biên Hòa nha bà con, tuổi đời trên 30 năm. Đó, từ 30 năm trở lên nha. Rất là đẹp đấy. Chiều cao tổng em đo nó khoảng là 64, chiều dài luôn cả tới cái vị trí ngồi cho đến đuôi là nó khoảng là 70, chiều ngang cái mặt đôn trên 20 nha, mặt dài 24. Đó, bà con mình ước lượng về mình có thể kê đồ, chân đồ rất là đẹp. Hoành đế là 150 nha bà con. Đó, rất là dày và lớn nha. Cái này mình về mình kê những cái chậu hoa bonsai hoặc là những cái bình hoa lục bình. Đó, rất là đẹp nha. Đây, con mình xem giùm em, không hề bị lỗi nha, không hề bị nứt hay là bị mẻ chỗ nào. Đó, em đã kiểm tra kỹ càng rồi, bà con mình khi về đến nhà kiểm tra lại một lần nữa giùm em nha. Hàng rất là đẹp, sạch sẽ luôn đó nha. Đó, màu quả biến theo thời gian, màu xanh nước biển. Đó, đôi đôn dôi này em giao lưu với bà con mình giá cũng rất hữu nghị nha, là chỉ 8 triệu thôi nha, 8 triệu đồng. Cặp này nặng chứ là 6-7 kg trở lên nha bà con, rất là nặng. Mã tiếp theo số 14 là em có được một cái bàn trưng bày nha. Ở một cái bàn này, một cái bàn Huế bà con của mình trưng được 2 tầng luôn á. Chất liệu của nó là gỗ gõ, mặt đá dân mây. Thì bàn này thì người ta chạm đục tứ diện, khảm tứ diện luôn nha bà con. Ở 4 chân quỳ. Đấy, bên dưới thì cũng một cái ngăn bên dưới rất là dày nha. Đó. Chiều cao em đo tổng luôn là nó khoảng 95 nha. Với cái chiều dài như thế này thì nó lên tới khoảng là 97, chiều rộng này ra là nó 40. Đó, mỗi cái chân này chiều dày nó lên tới là 3 phân rưỡi, hơn 3 phân. Đó, hàng sạch sẽ lành tích cho bà con. Mình kê đồ, mình trưng đồ nha, trưng bày đồ, những cái vật dụng của mình. Đó, lên rất là đẹp. Cái bàn này em giao lưu với bà con của mình có giá là 7 triệu rưỡi nha, 7 triệu 500 ngàn nha bà con. Hàng này đi xa em sẽ đóng thùng cho bà con của mình trước khi đi nha. Đó, về cứ kiểm tra hàng lại dùm em. Đó, không bị gãy hay là bị bể mẻ thì bà con của mình cứ nhận nha, hoặc có vấn đề gì thì cứ liên hệ với bên em. Đó, đến với mã tiếp theo số 15 này em có mời được cái bộ bàn là chống chắc nha bà con. Đó, khảm tích chim hoa rất là đẹp luôn. Đó, đặc biệt cái bộ này là nguyên con gỗ chắc nha, về đã được đánh bóng vật ni, sáng bóng lại toàn bộ hết rồi. Đó, về mình xài sử dụng thôi. Ở hàng này thì lâu lâu em về được một bộ hai bộ chứ không có số lượng nhiều nha. Đó, bà con mình xem rất là đẹp. Và đặc biệt hôm nay em sưu tầm về được cái giá rất là mềm. Đó, em để bà con mình lại cái giá rất là hữu nghị luôn nha.
Đó, tích là bát điểu chầu hoàng nha. Đấy, chất liệu là gỗ chắc nguyên con. Đó, với cái đường kính mặt bàn này em đo lên tới là 93 phủ bì, chiều cao lên em đo nó khoảng là 72 nha. Đó, 72. Dìm này em đo là nó 10 tầm 13 đi. Chân dày chiều ngang là một tấc nha. Đó, rất là đẹp nha, nguyên con gỗ chắc. Ở trên khảm bà con mình xe giùm em nhìn rất là hồn và thần thái luôn nè. Đó, đây là một cái đôi chim rất là đẹp nha. Ở bên đây là tùng hạt. Đó, cái này là người ta khảm lên thân màu vàng là thân cây gỗ xưa nè nha bà con. Đó, và kết hợp với ốc bảy màu lóng lánh rất là đẹp. Và những vị trí màu trắng hồng đó đều là ngà nha. Đó, bà con của mình có thể về kiểm tra hàng, test hàng thoải mái nha. Đó, luôn cả đôn cũng vậy, mặt đôn cũng được khảm những cái nụ hoa hồng rất là đẹp. Mình trưng bày nơi gọn gàng trong nhà mình, chỗ nào vị trí nào cũng vẫn được nha bà con. Đó, chiều cao của đôn thì em đo nó lên tới khoảng là 43, đường kính mặt đôn là 30 nha bà con. Đây, đôn và bàn đều giả trúc rất là đẹp nha. Nó mặt gỗ bên trong đây, cái quăng gỗ tự nhiên nha. Đó, nguyên con gỗ chắc rất là dày. Mở cái đôn này thì em độ nặng của nó khoảng từ 60kg trở lên, rất là nặng nha. Đó, hàng dày dặn cứng cáp, 6 đôn và một bàn. Đó, chất liệu là gỗ chắc nha bà con. Đó, khảm lên là những loại vật quý giá. Bộ này em giao luôn cho bà con của mình có giá là 42 triệu nha. 42 triệu em bao ship toàn quốc cho bà con của mình luôn. Đó, hàng này thì em sưu tầm được giá mềm, em để bà con mình giá hữu nghị nha. Rẻ hơn những cái bộ lúc trước luôn đó nha. Đó, lúc trước thì em sưu tầm giá cao nên đợt này em sưu tầm được cái nguồn nó hơi rẻ chút đỉnh. Đó. Rồi đến với mã tiếp theo là số 16 nha bà con. 16 thì em có một cặp liễm. Đây, một cặp liễm và hai câu đối nha. Đó là chữ nho Hán ngày xưa. Chất liệu là gỗ gõ nó liền nguyên khối luôn. Đó, được khảm ốc hoàng trăm theo thời gian năm tháng luôn nha. Ở trên là khảm tích là hai con rồng, bên dưới là khảm là hai con lăng, long lăng. Đó, và hai câu đối hai bên đó là phúc sinh phú quý gia đình thịnh, lộc tiến huynh hoa tử tôn hưng nha, là những cái câu nói của ông bà tổ tiên ta để lại từ xưa đến nay luôn á. Đó, rất là đẹp nha bà con, hàng thì không hề bong chóc con ốc nào nha. Tổng cái chiều cao cái bức này em đo nó là 2m17 nha, 2m17 tổng cái chiều cao. Đó, và cái chiều ngang mỗi một bức là 25. Cái dày khung này là 3 phân, rất là dày. Đó, bà con mình có thể xem và mình có thể suy ngẫm ra. Đó, rất là đẹp nha bà con. Đó, rất là đáng sưu tầm luôn á. Đây, gỗ quán liền khối nha. Quán liền khối. Đó, dày 3 phân. Đây, mặt quán sau lưng đây. Đó, bà con của mình xem giùm em nha. Không hề ghét chỗ nào nha. Rất là dày và nặng. Đó, không hề bị nứt luôn nha bà con. Đây, đôi này em giao lưu cho bà con của mình với giá là 9 triệu đồng thôi nha. 9 triệu nha bà con, giá này em bao ship luôn nha. Giá này là giá ưu đãi cho bà con của mình, bao ship toàn quốc luôn. Và mã số 17 này á, là em có là một cái tủ đi. À, em hay cái tủ. Đây là một cái tủ cho mình, tủ chén và thật tủ ly. Đó, mình có thể đựng đồ, để đồ, mình có thể trưng bày ở bên trên. Rất là đẹp, cây này thì em duy nhất chỉ có một cây thôi. Đó, rất là đẹp, chuẩn hàng Huế nha bà con, chuẩn hàng Huế nha. Thì nó đã được vệ sinh và đánh bóng là sạch sẽ toàn bộ rồi. Ốc là ốc Singapore nha. Đó, những cái này người ta đều là khảm và chạm nổi lên, tích chim hoa rất là đẹp nha bà con. Đó, cây này dày dặn cứng cáp rất là to. Đó, em bao cho bà con của mình là một cây duy nhất thôi nha, không có cây thứ hai. Với cái chiều cao em đo nó khoảng là 133, chiều rộng này là khoảng 42, với tổng cái chiều dài này nha là nó lên tới là 165. Đó, 165 nha. Cửa là mở cánh nè, hai bên nè, rất là đẹp nè nha. Đó, mình để chén, để ly, để đồ đạc của mình. Đó, hoặc là bên này cửa mở cũng mở được luôn, hai bên ở dưới là bốn cánh luôn nha. Đây, ở dưới là chạm tích, cũng tích chim hoa và khổ đồ luôn nha bà con. Đây, bà con mình xem giùm em. Đó, em mở hết cho bà con của mình xem, nguyên con đều là gỗ gõ hết nha, rất là đẹp nha. Đó, bà con mình xem giùm em nha. Đây, sạch sẽ lành tích nguyên vẹn, không hề bị lỗi lầm chỗ nào nha. Đó, rất là nặng nha bà con. Đó, bốn chân. Đó, bà con mình có nhớ ý thì cứ chụp màn hình lại nha, gửi qua Zalo bên em, bên em hỗ trợ chi tiết cho bà con của mình xem thêm. Đó, đặc biệt hai bên hông này người ta cũng chạm tích luôn nha bà con. Đó, tích là 5 con dơi ngũ khúc nha, và bên dưới là chim hoa. Đó, chạm nổi là 5 con dơi nè, rất là đẹp nha. Đó, thì cái tủ này em giao lưu với bà con của mình hôm nay có giá là 32 triệu nha. Đó, giá này thì em bao ship toàn quốc cho bà con của mình luôn nha, rất là đẹp nha bà con, một cây duy nhất nha. Đó, 32 triệu đồng. Đó, khẩm là hoa văn, bà con mình xem chỉ gì rất đẹp.
Và đến với mã tiếp theo 18 này á, thì em có về một cái bộ bàn sách vở nha. Đó, gồm có là bộ này gồm có 8 món nha bà con. Đó, 8 món 2 đô một bàn và nó có tới là 5 ghế nha. Một cái bàn ghế dài và 4 cái bàn ghế nhỏ. Đó, hàng này là hàng người ta chạm được kiểu như cuốn sách cho nha. Ở bà con mình xem rất là đẹp. Đó, chân là chân thiên nga. Đầy đôn thì em đo với chiều cao em đo là khoảng 64 nha. Chiều ngang của đôn là khoảng 32, tổng chiều dài của đôn là 42 nha. Chân đôn dày tới 4 phân. Đó, một cặp thì nó đều như nhau thôi, hàng này nói chung cũng từ 40-50 năm chứ không dưới. Đó, cái màu gỗ nó lên nước theo thời gian nha. Đó, hàng này bà con mình xem dùm em, thể mình tham khảo thị trường không có nữa nha bà con. Đó, rất là đẹp nha. Đó, rất là cứng cáp, rất là dày, gỗ thì nó đã khô luôn rồi. Bà con mình cứ yên tâm khi mình về xài sử dụng về sau nha. Đó, bàn thì bà con mình xem chân thiên nga đây. Đó, rất là đẹp. Với chiều cao em đo nó lên tới khoảng là 70 nha. Chiều rộng của bàn ngang thế này là nó khoảng 58. Tổng cái chiều dài của bàn thì nó 115 nha bà con. Đó, dìm bàn sâu lên là khoảng 10 và tầm 13 đi. Đó. Đây bà con mình xem rất là dày và cứng nha. Đó, hàng thì bà con mình xem và cứ về kiểm tra hàng thoải mái. Hàng đó bà con mình xem cái hàng lâu xưa á, mình về kiểm tra rất là dễ. Nó khô gỗ nó nhẹ gỗ lại. Đó, bà con của mình có thể ước tính được nha. Còn hàng gần đây thì nói chung gỗ nó cũng khá nặng lắm, nhưng mà mình xài thời gian nó sẽ bị giật co gỗ nha. Đó. Băng ghế dài bà con mình xem, tích bên đây là sen hạt, còn bên đây là tùng hạt nha. Đó, rất là đẹp. Chiều cao cái băng ghế này thì em đo nó khoảng là 92. Đó, chạm đục hình như quyển sách nha. Với tổng cái chiều dài này em đo hai cái tay của bì là 120. Chiều rộng này ra thì nó rơi tầm khoảng là 47 nha. Chiều cao mặt đất trở lên là nó khoảng là 43. Nó miếng giữa liền khối nè. Chạm đục bà con một xem giùm em. Đơn giản thôi, hoa văn đơn giản mà nhìn rất là đẹp và lịch lạc nha. Nó mang cái tính chất là cổ điển xưa luôn á. Đây, và ghế cũng vậy nha. Ở ghế nhỏ này thì cũng em đo một cái bà con mình ước lượng được. Ghế nhỏ này có 4 cái là chiều cao em đo là 90. Chiều ngang hai cái tay luôn nha. Củ bì là khoảng 63. Chiều rộng lọt lòng này ra là 46 nha. Đó, cao lên nó cũng khoảng 43 đó. Đó, chạm đục tứ diện đó bà con mình xem. Những cái lá sau lưng này đều nó liền nha bà con, chứ không phải là cuốn sách mà nó ráp nha. Đó, nó liền lạc luôn nguyên tấm đó nha. Đó. Bà con mình có thể kết bạn Zalo để bên em hỗ trợ tư vấn thêm nha. Hoặc là mình có thể đến trực tiếp nơi của em là khu vực Thới Hòa, phường Thới An, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Bà con mình xem kỹ càng và rõ ràng hơn. Đó, bà con mình xem giùm em rất là đẹp luôn nha. Đó, mình xem người thật việc thật đó, mình chích tay mình xem, mình kiểm tra hàng kỹ càng. Bộ này thì gồm có 8 món nha bà con. Giao lưu với bà con của mình có giá chỉ là 42 triệu thôi nha. 42 triệu là giá này là em bao ship toàn quốc cho bà con của mình luôn đó nha. Đó, và cuối clip con đồ xưa lại nguyên cũng xin chân thành cảm ơn bà con của mình đã xem kênh và ủng hộ kênh nha. Bà con mình nhớ bấm like, share, đăng ký để nhận những clip mới mỗi ngày bên em đều có lên 2 clip buổi trưa và buổi tối hàng ngày. Đó, những mặt hàng mới lại về để phục vụ cho bà con của mình. Chân thành cảm ơn, rồi xin chào và hẹn gặp lại ạ. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại với bà con của mình và những clip mới nhất tiếp theo của kênh YouTube đồ xưa chúng em nha.